ôi, tao đang ở chốn quái nào thế này mà cái thứ thủy quái quần què gì thế kia? Chúng mày đoán xem đây là con gì nào? Đúng rồi, là con Hà Thiên Lộn trong truyền thuyết. Đang bơi mà thấy con này ngoi lên, chắc tao nín thở tự con mẹ nó tử mất. À quả này anh em nhìn đã nhận ra chưa? Được rồi, để tôi minh họa cho các đồng chí xem. Dạo này hội ninja kín của chị em bị hội truyền đạo gì gì đấy làm lu mờ mất rồi. Thật đáng buồn, hi hi. Trời đi, yêu quái phương nào mau hiện nguyên hình. Surprise, motherfucker. Ê, tóc em là suối, mắt em là hồ, nụ cười em là nắng để cho lòng này ngẩn ngơ. Rồi ok, các anh các chị cũng lập thành hội cờ mờ nờ giờ. Đây đích thị là hoa hậu đại dương vũ trụ siêu cấp rồi. Còn thanh niên mũ vàng này hai tay đưa ra, cảm giác như muốn hoán chuyển càn khôn, nắm cả gian sơn trong lòng bàn tay. Úi rồi ôi, quả này quen chưa quen chưa? Thế giới di động đứng cạnh điện máy xanh chứ con mẹ gì nữa. Mặt đúng kiểu đờ mờ mua tivi hội chị đi em. Còn quả cười này tao không thấy giống bán điện thoại lắm mà giống bán nước hơn. Sao tao cứ thấy giống trùng khủng bố thế nào ấy nhỉ? Mặt này không biết có phải là đang lội mà thấy tàu chiến của Tào Tháo, chạy vội lên bờ kẻo ra mẹ nó quần không nữa. Nhưng đại khái là ngực to hơn tao nên thôi miễn bình luận nhiều. Tao không biết đây là vĩ nhân từ phương nào tới, liệu đây có phải là kiếp trước của Phượng Hoàng và Công Tước lúc chưa thành người. Ok, bọn này là siêu nhân chặt rồi. Nhưng mà siêu nhân gì thì tao đéo biết. Hay là dàn Avenger đi nghỉ lễ sau trận trả nhau với anh Thanos nhỉ? Đội này mà làm phù dâu thì tuyệt vời ông mặt trời. Hi hi. Ôi cảnh này nhìn thương tâm quá đi mất. Nhìn mặt tao có giống đang vui không? Con bé thì như kiểu mẹ ơi loài người kìa. Ôi quả chút này đau đầu vờ lờ. Để xem giống gì nữa nào. Có vẻ như đây là hậu duệ của siêu nhân xịt và thằng hồng cờ mờ nờ giờ. Nhìn như kiểu là quần xịt xong cắt xẻ táo bạo tạo nên mẫu thời trang dẫn đầu xu thế. Trời ơi tao chết mất. Bay đâu hộ giá.